mẫu xe Suzuki Baleno 2023 thế hệ mới đã có mặt tại Đông Nam Á, thêm nhiều trang bị xịn sò hơn trên xe. Sau một năm được cho ra mắt, Suzuki Baleno đã có thêm phiên bản nâng cấp nhẹ ở thị trường Indonesia. Suzuki Baleno thế hệ mới đã lần đầu tiên ra mắt ở thị trường Indonesia vào tháng 8 năm ngoái. Sau đúng một năm, mẫu xe này có thêm phiên bản nâng cấp và đã xuất hiện trong triển lãm ô tô quốc tế GAX Indo Indonesia, GIAS 2023. Bước sang phiên bản mới, Suzuki Baleno không thay đổi về ngoại hình. Thay vào đó, mẫu xe hatchback hạng B này được bổ sung trang bị mới nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc. Cụ thể, Suzuki Baleno 2023 ở thị trường Indonesia có thêm màn hình cảm ứng trung tâm 9 in, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ở phiên bản cũ, xe chỉ dùng màn hình có kích thước 6,8 in. Màn hình lớn hơn được dùng để hỗ trợ tính năng an toàn mới của Suzuki Baleno 2023. Đó là hệ thống camera quan sát toàn cảnh 360 độ. Xe được bố trí 4 camera xung quanh xe, bao gồm dưới logo phía trước, ở hai gương chiếu hậu và trên cửa cốp sau. Trên thực tế, đây là hai trang bị đã có sẵn trên Suzuki Baleno thế hệ mới ở thị trường Ấn Độ ngay từ thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, mãi đến nay, Suzuki Baleno 2023 dành cho Indonesia mới có những trang bị tương tự xe ở Ấn Độ. Ngoài hai trang bị kể trên, những tính năng khác của Suzuki Baleno 2023 tại thị trường Indonesia không có gì thay đổi. Xe vẫn sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ U với viền mạ chrome dày dặn, đèn pha tích hợp 3 đèn LED định vị ban ngày, nắp capo hình vỏ sỏ phẳng, vành la răng 16 in với thiết kế 5 chấu kép và gương chiếu hậu chỉnh điện trên gập điện. Tiếp theo đó là mặt táp lô với thiết kế 3 tầng, vô lăng vắt đáy thể thao trên bọc da trên tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin 4,2 in trong bảng đồng hồ ghế bọc nỉ, hệ thống điều hòa tự động với cửa gió ở hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói và màn hình hiển thị thông tin kính lái. H. Trang bị an toàn của mẫu xe hatchback hạng B này gồm có 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ xuống dốc và hệ thống kiểm soát hành trình. Hệ truyền động của Suzuki Baleno 2023 tại thị trường Indonesia vẫn là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít giống Eriga và XL7. Động cơ này cho công suất tối đa 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Indonesia có thể chọn một trong năm màu sắc là xanh Prim Celeste Blue, Denver Midnight Black, đỏ Prima Pure Red, xám Prima Grand du Grey và trắng Prima Arctic White. Giá bán của Suzuki Baleno 2023 tại thị trường Indonesia khởi điểm từ 281,4 triệu rupiah, khoảng 444 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.